Tại Phú Quốc có rất nhiều những công trình để lại dấu ấn khó phai cho du khách ở xa tới đây. Vẻ đẹp của Phú Quốc không chỉ được cảm nhận bằng thị giác mà nó còn được hình thành từ những con người đang ngày đêm cần mẫn tạo nên những giá trị vô hình. Chúng tôi gọi đó là những điều nhỏ bé mà phi thường. Xin chào, tôi là Thu Trang. Rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị trong số 8 Cà phê và Chuyện nghề. Ở số này chúng ta sẽ gặp gỡ không chỉ một nhân vật mà sẽ là 3 nhân vật khác nhau. Họ là những người giản dị, mộc mạc nhưng đều có một điểm chung, đó chính là làm dịch vụ từ chính cái tâm của mình. Và ngay bây giờ, hãy theo chân Thu Trang đến gặp gỡ và trò chuyện cùng với các nhân vật đặc biệt này. Dạ, xin chào. Xin chào Linh. Dạ, xin chào chị ạ. Đứng từ xa chị đã rất ấn tượng với bộ trang phục mà em đang mặc đấy. Dạ vâng, xin chào chị Trang và chào quý khán giả của chương trình Cà phê và Chuyện nghề. Thì hiện tại em đang khoác trên mình bộ đồng phục của khách sạn Premier Residences Food and Beverage. Thì hiện tại thì bộ trang phục này được lấy cảm hứng từ màu xanh nước biển để tạo cái cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu cho người đối diện, và cũng như là tạo cảm giác thoải mái khi em thực hiện các cái thao tác của nhân viên bellman. Bellman, cái tên gọi nghe rất là thú vị. Vậy thì đằng sau đó chắc hẳn là có câu chuyện gì đúng không em? Dạ chính xác ạ. Khi mà nhắc đến cái tên Bellman thì chắc hẳn là chị và quý khán giả đều nghĩ ngay đến là cái chuông đầu tiên đúng không ạ? Dạ vâng. Thì tại khu vực sảnh lễ tân thì khi mà các bạn làm thủ tục nhận phòng cho khách và khi mà xong thủ tục thì sẽ có nhân viên hỗ trợ khách đi lên phòng, và những cái khu vực sảnh rộng lớn thì sẽ thông thường cái không gian rộng lớn nó gây ồn ào và cần có một cái quả chuông, thì các bạn sẽ nhấn quả chuông này thì sẽ có một nhân viên đến và hỗ trợ khách đi lên phòng. Thì đó là nguyên nhân ra đời cái tên Bellman. Chị đã cảm thấy thú vị hơn rồi đó, và em có thể chia sẻ thêm những câu chuyện nghề của em nữa không? Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Chắc là bây giờ em sẽ xin mời chị Trang và quý khán giả đi vào phía trong, mình ngồi uống một ly cà phê rồi sau đó em sẽ chia sẻ những cái câu chuyện của em. Dạ. Chị rất sẵn sàng. Dạ vâng, mời chị vào trong ạ. Vừa rồi thì chị có được nghe em chia sẻ về công việc của mình, thì xem ra là công việc của em cũng khá là đơn giản khi mà chúng ta chỉ cần là mang hành lý của khách khi mà khách đi và khách đến. Vậy thì công việc này cũng khá là nhẹ nhàng đúng không em? Phần lớn mọi người đều nghĩ đây là cái công việc khá là đơn giản và không cần đòi hỏi quá nhiều kỹ năng. Tuy nhiên đó là chỉ là cái bề nổi bên ngoài mà mọi người vẫn thường thấy thôi ạ. Vậy thì trong thực tế thì công việc sẽ yêu cầu những kỹ năng gì? Dạ, trong thực tế để trở thành một nhân viên bellman tốt thì phải cần đòi hỏi khá là nhiều kỹ năng khác nhau. Thứ nhất là về các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng và khả năng giao tiếp ngoại ngữ, cũng như là kỹ năng về lái xe. Và đặc biệt hơn là đội ngũ nhân viên bellman được xem như là người đầu tiên được tiếp xúc với khách hàng, để lại ấn tượng đầu tiên cho khách hàng. Nên là khách sạn rất là chú trọng và đặc biệt là phải đào tạo rất là kỹ lưỡng về vấn đề này, từ những chi tiết nhỏ nhất để phục vụ tốt nhất khách hàng theo đúng cái tinh thần của dịch vụ từ tâm. Cụ thể thì em đã được đào tạo như thế nào về dịch vụ từ tâm? Cái tiêu chuẩn này sẽ đưa ra những tiêu chí và tiêu chuẩn về một dịch vụ chuyên nghiệp với diện mạo chỉnh chu, thái độ chân thành, và cũng như là quan trọng hết là đặt cái tâm của mình vào trong từng chi tiết nhỏ nhất khi mà phục vụ khách hàng. Vậy thì trong suốt 3 năm làm nghề của mình thì có câu chuyện dịch vụ từ tâm nào mà em ấn tượng nhất không? Nếu mà nói về một câu chuyện mà em nhớ nhất có lẽ là vào năm 2019, thì có một cặp vợ chồng Việt Kiều Pháp. Sau khi chia sẻ thì biết được cô chú là rất là thích biển, đặc biệt là tắm biển. Cô chú có thể tắm hàng giờ đồng hồ dưới biển nhưng mà không thấy chán. Em quyết định là tư vấn cho cô chú là một cái chuyến khám phá phía dưới Nam đảo và đặc biệt là lặn ngắm san hô. Thì sau cái chuyến đấy thì cô chú rất là ấn tượng về vẻ đẹp phía dưới Nam đảo của mình. Sau khi mà về Pháp thì cô chú vẫn nhớ lại những cái kỷ niệm đấy, và cô chú có gửi mail và hai chú cháu vẫn có những cái mail để hỏi thăm sức khỏe nhau. Và cô chú có tâm sự rằng là cô chú xem như đây là cái ngôi nhà thứ hai của cô chú rồi, nên là những cái lần sau nữa nếu mà có gì thì cô chú vẫn chọn khách sạn là cái nơi nghỉ dưỡng của mình. Yeah. Em
có định hướng gì cho công việc của em trong tương lai không? Dạ, hiện tại thì em đã làm công việc Bellman được gần hơn 3 năm rồi. Nên là hiện tại em đang dự định là em sẽ thử sức ở cái vị trí tiếp theo là lễ tân. Tại vì do mình cùng làm việc ở trong bộ phận tiền sảnh ấy, thế nên là chắc là em sẽ có nhiều cơ hội để mình học hỏi thêm các lĩnh vực khác và chuyên môn khác để mình thử sức ở thêm nhiều lĩnh vực nữa đúng không? Dạ đúng rồi, thì khi mà làm việc tại bộ phận tiền sảnh lễ tân á, thứ nhất là đã tiếp xúc được rất nhiều khách hàng rồi, tức là về kỹ năng giao tiếp, và chưa kể là có nhiều cái cơ hội để cho mình có thể là được học hỏi những từ những cái bộ phận khác, từ bộ phận buồng phòng này, nhà hàng, an ninh, đó là những cái mà em được học. Và sau này thì em nghĩ là em sẽ học nhiều hơn và để có thể thử sức mình tại những cái vị trí và cái vai trò khác hơn nữa. Em có chia sẻ gì đối với những người làm nghề khác để họ có thể yêu cái công việc này như em đã có không? Em nghĩ chỉ đơn giản ở đây là chính cái sự tận tâm và cái sự đam mê của mình. Đó là một chìa khóa để mở cánh cửa thành công, chinh phục mọi khách hàng ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ vô cùng thú vị của em. Và qua đó chị tin tưởng rằng là không chỉ bản thân chị đâu mà rất nhiều khán giả của Cà Phê và Chuyện Nghề đã hiểu thêm về nghề Bellman. Và biết đâu đấy có ai có thể tìm được niềm cảm hứng từ chính những gì mà em chia sẻ. Và xin chúc em sẽ thành công trên hành trình mà em đã chọn. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Còn bây giờ em hãy chỉ cho chị địa điểm tham quan hấp dẫn nhất Phú Quốc được không? Dạ, em nghĩ Sun World Home là địa điểm thú vị mà chị có thể khám phá trong ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn em. Dạ. Quý vị thân mến, nếu như nghề Bellman được coi là một nghề đơn giản thì đằng sau đó là câu chuyện dịch vụ từ tâm vô cùng có ý nghĩa. Vậy thì đối với một nghề nữa, đó là nghề an ninh, có câu chuyện nghề nào thú vị? Hãy theo chân Thu Trang cùng đến với Sun World Hòn Thơm Nature Park để gặp gỡ Tấn Tài, một nhân viên an ninh tại đây. Xin chào Tài. Dạ, xin chào chị ạ. Xin cảm ơn em đã nhận lời để tham gia cùng với Cà Phê và Chuyện Nghề. Mặc dù đã rất quen thuộc với hình ảnh của các nhân viên an ninh đứng tại các Sun World, nhưng chị cũng tò mò không biết là một ngày làm việc của em thì thường sẽ bắt đầu như thế nào? Dạ thưa chị, thì nhân viên an ninh thường bắt đầu công việc rất sớm á chị, sớm hơn các bộ phận khác. Thường thì tùy theo sự phân công của các anh chỉ huy á, chúng em sẽ phân chia ra các vị trí trực và thực hiện công việc của mình ạ. Thông thường thì em hay được đứng phân công ở các cái vị trí làm việc nào? Dạ thường thì em được phân công đứng ở các vị trí như là soát vé, cổng chính công viên nước hoặc cổng phụ của công viên nước ạ. Công việc của em khi mà em đứng tại các vị trí đó thì em thường sẽ làm những công việc gì? Dạ thường là hỗ trợ giúp đỡ khách hàng á chị. Thường là hướng dẫn khách di chuyển qua các khu vực và hỗ trợ cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật di chuyển lối đi riêng qua cổng soát vé nữa chị. Bên cạnh cái việc là mình hay làm việc vào ban ngày á, thì buổi tối mình cũng thường xuyên phải đi trực tối đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thường thì chúng em phải đi đảm bảo tuần tra tài sản cho công ty hoặc là cửa nẻo khóa được khóa cẩn thận á chị. Và bây giờ chị rất muốn đi tham quan các vị trí mà em làm việc. Dạ, em rất sẵn sàng, xin mời chị ạ. Em chia sẻ thì dường như là công việc này cũng có khá là nhiều điều vất vả. Vậy thì điều gì làm cho em gắn bó với công việc này như vậy? Em nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của công ty nên cuộc sống của em cũng thấy ổn định hơn đó chị. Vậy thì cụ thể em đã nhận được sự hỗ trợ như thế nào từ tập đoàn? Đợt Covid vừa qua thì vợ em cũng mới vừa sinh. Nhờ có chính sách hỗ trợ của công ty nên em cũng vượt qua trong giai đoạn khó khăn đó. Vì vậy em mới nói là gắn bó với công việc đã đành, nhưng mà em biết ơn công ty rất nhiều ạ. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn chị ạ. Quý vị thân mến, có một nghề nữa trong nhóm nghề vận hành mà chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Đó là nghề cảnh quan cây xanh. Có lẽ vừa nghe đến tên gọi này, suy nghĩ đầu tiên quý vị nghĩ đến sẽ là nghề trồng và chăm sóc các loại cây xanh. Vậy thì những người trong nghề nói gì về công việc của họ? Chúng ta hãy đến và nghe chia sẻ từ chính các anh chị ấy nhé. Nghề này tưởng đơn giản nhưng còn phải đòi hỏi cả nghệ thuật nữa. Chăm cây xanh cũng giống như chăm sóc con mọn. Cây xanh là một nghề rất vất vả.
Xin chào anh Cường ạ. Vừa rồi anh cũng đã được nghe các anh chị chia sẻ về nghề cảnh quan cây xanh. Vậy thì với vai trò là một người quản lý thì anh nhận định như thế nào về công việc này ạ? Xin chào Thu Trang. Rất vui được gặp em và rất thú vị với câu hỏi của em. Thì như các anh chị đã chia sẻ là nghề cây xanh là nghề rất vất vả, rất chính xác với nghề của mình. Và nghề cây xanh không chỉ là phải cần sự đam mê. Nghề cây xanh là nghề làm đẹp cho đời, làm đẹp cho những vùng đất em ạ. Cụ thể, bộ phận cảnh quan cây xanh của anh đang làm gì để góp phần làm đẹp những vùng đất ạ? Như hiện nay thì nghề cây xanh ấy thì là ở các cái khu vực của khách sạn hoặc là khu vực khu đô thị ấy, thì không chỉ là trồng để lấy bóng mát mà nghề cây xanh thì còn phải theo các cái kiến trúc hoa văn họa tiết của những công trình khác nhau. Cụ thể ví dụ như là công trình của bên Cambic ấy, là một làng chài có những cái ngôi nhà lợp bằng những cái mái lá tranh rất đơn sơ. Còn đối với khu vực của Hòn Thơm là cái nơi khu vui chơi giải trí là cần phải rất đặc sắc về cái màu sắc và rực rỡ. Đúng là nghe anh chia sẻ chi tiết như vậy thì em mới hiểu thêm về nghề cảnh quan cây xanh. Trước đây thì em chỉ nghĩ là công việc này là mình trồng cây lấy bóng mát thôi. Nhưng mà bây giờ thì em đã hiểu được rằng là đó là những công việc rất là thầm lặng nhưng mà đang góp phần để làm đẹp thêm những điểm đến, làm đẹp thêm những vùng đất. Đúng rồi em ạ. Trong tất cả các địa bàn mà anh làm việc thì dự án cảnh quan cây xanh nào là phức tạp nhất ạ? Thì khu vực ở khách sạn ấy thì do là xây dựng trên cái nền đất nên là cái việc gọi là trồng cây là sẽ thuận lợi hơn so với cái dự án Địa Trung Hải. Bên cây xanh của anh là mở cả một chiến dịch đó là phủ xanh Địa Trung Hải. Những cái vị trí ô tô, xe cẩu không thể cẩu cây vào được thì bên anh sử dụng bằng cái xe pháo để đẩy những cái cây to thì lên các cái khu vực đồi dốc cũng như các cái khu vực có bậc tam cấp. Ở Phú Quốc là có hai mùa gió, thứ nhất là mùa hướng Tây và mùa hướng Đông. Thì riêng khu vực ở Địa Trung Hải là cái khu vực chính cây. Khi mà cái mùa gió đẩy lên trên dự án, một số các loài cây sẽ bị gió, bị muối, táp, có thể là rụng lá và gãy ngang đầu. Vậy thì mình chắc là cũng có nghiên cứu để trồng những loại cây nào đó mà nó chống chịu được cái sự khắc nghiệt hay là gió biển đúng không ạ? Thì bên anh cũng phải chọn lại những cái chủng loại cây chịu được gió biển, ví dụ như phong ba. Cảm ơn chia sẻ của anh Cường, nhờ đó chúng em cũng hiểu thêm về nghề cảnh quan cây xanh. Quả thật là người làm nghề thì không nói những điều hoa mỹ, nhưng tâm của người làm nghề qua những gì anh chia sẻ thì khán giả đều có thể hiểu được. Xin chúc cho dự án Phủ Xanh Địa Trung Hải của anh cùng với mọi người sẽ thành công. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã theo chân những nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay. Họ là những người làm nghề cảnh quan cây xanh, an ninh, bellman. Chính từ sự cố gắng âm thầm, tận tâm, tận tụy với nghề đã góp phần làm đẹp những vùng đất, làm đẹp những điểm đến và mang lại sự hài lòng cho khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ tốt nhất. Những con người tuy nhỏ bé, những công việc tuy bình thường nhưng sẽ là sự phi thường nhất khi tất cả được sống và làm việc cùng với sự tận tâm và tận tụy của chính mình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Cà Phê Và Chuyện Nghề. Xin hẹn gặp lại ở các số tiếp theo.